Đức Tiến xin chào tất cả những người mà đang coi cái kênh radio Đồng Ca Nhỏ. Hôm nay thì không nói chuyện về âm nhạc mà mình nói chút xíu tâm tình về những ngày tháng trong đại dịch, sống trong đại dịch. Mình là một công dân và mình cũng chia sẻ cái tâm tình đó để cùng nhau vượt qua cái đại dịch. Những cái khó khăn, những cái khó khăn trong cái ngày tháng đại dịch này. Thì trước hết là cái khó khăn của cái đại dịch đó chính là cái vấn đề kinh tế. Mọi người không còn ai làm việc nữa. Nó dẫn đến cái việc là thu nhập không có, nhưng mà xài thì ai cũng phải xài. Cho nên thành ra là cái việc mà một tuần, một tháng thì cũng có thể cầm cự. Nhưng mà kéo dài mà đến 3 đến 4 tháng có khi là nó đã qua đến hết một năm và bây giờ là cũng gần tròn 2 năm. Thì cái việc này bắt đầu nó thấm thấm từ từ. Tại sao Tiến nói như vậy là bởi vì cái người mà người ta có để dành, có điều kiện, người ta sẽ trụ được lâu hơn. Cái chuyện mà người làm đồng nào xào đồng đó thì nó thuộc vào cái tầng lớp gọi là lao động, buôn gánh bán bưng, những người bán hàng rong, vé số, rồi rất nhiều công nhân. Cái điều này thì dĩ nhiên là không chia sẻ thêm là bởi vì ai cũng biết là cái sự khó khăn của họ như thế nào nếu như mà nghỉ làm việc ở một thời gian dài. Đây là một cái đại dịch chung cho nên là người Việt vẫn có những cái hành động ân cần đỡ đần nhau. Nhưng mà như mọi người đọc báo chí vẫn thấy có những cái cuộc phẫn nộ về cái việc trợ cấp không được đồng đều. Rồi song song đó chúng ta thấy là cái chuyện vaccine, phủ vaccine cho xã hội, cho cộng đồng thì nó cũng có chưa thực sự là hiệu quả. Còn cái việc test thì nó quá nhiều, việc test nó quá nhiều, nó làm đến cho người ta hoang mang tột độ. Đến mức mà bây giờ người ta hoài nghi ở cái việc là test. Tại sao mà cứ phải test hoài? Người ta dẫn đến, người ta nghĩ đến cái việc là khui ra thì cái bộ test, cái giá gốc của nó có 25-30 ngàn. Mà về tới Việt Nam nó tới trăm mấy, 200. Thì nó gấp cái chục lần như vậy. Thì người ta cảm thấy người ta hoang mang. Và rất là khó trách người ta khi người ta nghĩ rằng là cái này là nó là kinh doanh. Nó kinh doanh ở một cái khía cạnh mang cái vỏ bọc của cái chuyện là chống dịch. Cho nên thành ra là người ta cảm thấy người ta bị làm tiền. Cộng thêm cái việc nữa là cái ngày dịch đó, thì đâu có ai đi đâu. Rồi trước cái thềm của ngày đầu tháng 10 này chuẩn bị mở cửa tháo dỡ giăng dây. Những ngày đầu tiên thì tự nhiên giá xăng đột ngột cao kỷ lục. Thì nó lại lộ ra một cái chuyện là làm tiền nữa. Bây giờ cái chuyện tiền nó rất tế nhị và thậm chí là nó rất căng thẳng là bởi vì đâu có ai làm ra tiền, nhưng mà tất cả những cái gì nó đang diễn biến thì nó lại ngược với lại cái tinh thần người ta mong đợi, thay vì được chia sẻ và đỡ đần thì tất cả mọi thứ nó đều lên giá. Mình chưa nói đến cái việc gọi là những cái hệ quả, những cái tác động xấu của những cái việc này, của những cái người thi hành công vụ cấp dưới. Có những người làm sai như là ở dưới Bình Dương, Thuận An vừa rồi là cưỡng chế cái người đi test thôi mà người ta cưỡng chế như là một người mà buôn ma túy, bốn người giống như là hả, bẻ cái tay ngược lên cái cổ của một cái cô gái trong cái tiếng khóc òa của cái đứa bé mà đâu phải vô cưỡng chế bình thường. Có thợ mở khóa tới, rồi mở cửa, rồi có bí thư phường tới tổ chức
khóa cửa cưỡng chế một người phụ nữ với đứa con mà đang dạy học online ở nhà chứ không phải ăn cướp ăn trộm, thì mình thấy là tất cả những cái điều này nó hoàn toàn không phải là một cái hành động đúng của cái việc chung tay chống dịch, mà là một cái việc áp chế, cưỡng chế mà không có đúng cái luật pháp hiện hành quy định. Đó là một cái điều đáng buồn. Trở lại với cái việc mà cái thời điểm đầu quân đội vô để hỗ trợ chống dịch, thì cái việc quân đội vô thì chúng ta cũng có thấy những cái mặt tích cực nhất định, chứ không phải là không. Lúc đầu người ta hoang mang, người ta chạy mua đồ đủ thứ, nhưng mà vô thì mình thấy là sự xuất hiện của quân đội trong thành phố thì dù cái mật độ kiểm soát nó cao hơn, nhưng mà chúng ta thấy là ít có những sự chống đối so với việc trước đó là những cái công an rồi những dân phòng người ta giăng dây lúc chưa có quân đội thì hay xảy ra những cái cuộc phản ứng, rồi có những cái thông tin trên báo ở dưới Gò Vấp có những cái bí thư phường chọn cái doanh số của cái việc là chỉ tiêu phạt để kiếm tiền, thì chính vì vậy làm cho người ta hoang mang, nó lại là tiền nữa, mà nó cứ ngược với cái tâm lý của cái chuyện là cái người không đi làm có tiền để nuôi gia đình mà bây giờ cái gì sơ sẩy cũng bị phạt, thì cái việc mà của quân đội vô thì cái chuyện đó nó cũng giảm hẳn. Đó là cũng là cái điều mừng. Nhưng mà quân đội vô thì thay vì kiểm soát thì quân đội cũng làm luôn những cái câu chuyện đi chợ thì nó lại không hiệu quả, cho nên thành ra cuối cùng buộc lòng lại cho phép những cái người shipper quay trở lại. Nhưng mà cho phép những cái người shipper quay trở lại dĩ nhiên là đúng chức năng xã hội và công việc của họ, nhưng cái việc ngoáy mũi nó lại làm cản trở, là bởi vì những cái thông tin mà mình đọc mình thấy là cứ 3 ngày ngoáy mũi 1 lần, ra đường kiếm chén cơm mà 3 ngày ngoáy mũi với cái giá là 200, 260, 300, thì kiếm chén cơm mà cứ 3 ngày mất 6 tô phở, chia ra thì thành 6 tô phở, thì mình thấy như vậy là nhiều người người ta sẽ cảm thấy người ta tính vô cái đồng tiền của người ta nói thôi vậy thì ở nhà luôn chứ làm gì, mà ở nhà thì lại không có cái gì để mà sống, tại vì những người shipper cũng thuộc thì trong những cái người mà gọi chạy ngày nào là xào ngày đó thôi, mà đâu phải có mình họ, còn gia đình này kia nữa, thì nó rất là nhiều những cái gọi là khó khăn, nói ra là cái gì nó cũng khó khăn hết, không chỉ riêng với những cái người shipper không, mà còn những cái lĩnh vực khác, chẳng hạn như những người thuê mặt bằng rồi những người cho thuê mặt bằng. Bây giờ nhìn lại thì nếu mà ai gặp may mắn chủ nhà người ta tốt, người ta giảm giá rồi, hoặc là người ta tốt nữa thì người ta thấy mình không có kinh doanh thì người ta sẽ neo lại cho mình, người ta sẽ lấy sau, hoặc là người ta sẽ cho mình một vài tháng, thì cái người đi thuê người ta sẽ đỡ đần nhiều lắm. Một tháng với cái người đi thuê là cả một vấn đề chứ không phải là mình nói mấy tháng. Thì không phải ai cũng may mắn được chia sẻ, tại vì mình cũng khó trách là cái người có nhà cửa người ta cũng sống bằng cái nghề cho thuê mà. Nhưng mà so với cái việc mà người ta không cho thuê nữa thì cái nhà người ta vẫn còn, còn cái người mà nếu như không được chia sẻ là cái người đi thuê phải chạy đầu này đầu kia để lo nửa cái tiền nhà, nếu như được giảm một nửa rồi thuê cái mặt bằng đồ đạc để trong đó không có kinh doanh nó hư hao đó, thì cái việc mà phải vay tiền mượn tiền để mà cầm cự là một cái chuyện khó tránh, nó vẫn xảy ra và rất là nhiều người bị rơi vô cái hoàn cảnh như vậy. Ngay cả bản thân Tiến có những người quen, những người anh của mình bây giờ có những cái mặt bằng rất đẹp mới sang lại cả tỷ bạc nhưng mà chưa bán được ngày nào, vẫn phải cứ gồng, mà gặp chủ nhà nó tốt thì không nói, bây giờ chủ nhà nó nói nó chỉ giảm ở cái phần nào đó thôi
thì buộc lòng là bây giờ cứ người dân tự cắn nhau thôi. Có chia sẻ đó, nhưng mà chia sẻ cái đó thì nó cũng giống như là muối bỏ biển, cũng không có giải quyết được gì hết. Nói chung là khó khăn nó chồng chất khó khăn, và ai lạc quan cỡ nào về tinh thần thì vật chất nó vẫn là một cái câu chuyện hoàn toàn rất khác. Đó là những cái khó khăn trong cái đại dịch, mà những ngày tháng thành phố giãn cách. Vậy thì chúng ta ngồi mường tượng ra bây giờ những ngày tháng 10 sắp tới nè, là những cái ngày mà xã hội sẽ bắt đầu mở cửa một chút xíu, và có những cái thông tin như những cái hàng quán sẽ bán được ngồi lại bao nhiêu người, rồi đám cưới thì chỉ được tổ chức có 10 người, vân vân. Có rất nhiều những cái luật đưa ra trước khi mà cái thành phố mở cửa. Về cái tâm lý mà Tiến nghĩ thời gian đầu mở cửa sẽ có rất nhiều người bị bí bách trong nhà quá lâu sẽ ra ngoài đường, thì cái vấn đề mà của chuyện ra ngoài đường của thời điểm đầu nó sẽ nhiều hơn những cái thời điểm sau, chứ không phải là càng lâu thì nó sẽ càng càng đông người ra đường, là bởi vì cái con virus này nó đâu có sợ chỉ thị, chỉ có chúng ta là sợ virus và sợ chỉ thị. Cho nên thành ra là cái việc ra càng đông ở cái thời điểm đầu nó lại rất nguy hiểm cho cái việc lây nhiễm, vì cái mật độ phủ vaccine của chúng ta nó chưa có thực sự là phủ hết. Cho nên thành ra là cái việc hoài nghi giữa cái chuyện chích vaccine rồi mà vẫn còn bị nhiễm, nó vẫn vẫn còn ở trong cộng đồng và trong cái mặt y tế như vậy, thì mọi chuyện nó đều có thể diễn ra. Vì vậy bản thân Tiến một cái ý nghĩ riêng chủ quan của mình là thời điểm đầu chúng ta không nên chạy ra ào ào, bởi vì nó rất nguy hiểm. Xã hội cần vận hành trở lại, nhưng mà cần vận hành một cách tinh tế hơn ở mỗi chúng ta. Đừng 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 vội vàng để tránh những cái hậu quả mà nó không còn là chỉ nhận của riêng mình, mà nó còn là gánh nặng của những người thân, những người bên cạnh chòm sớm, và nói chung là của xã hội. Phải thật sự tỉnh táo khi những cái ngày tháng mở cửa nó bắt đầu. Những cái mà Tiến có thể cảm nhận riêng ở cái suy nghĩ của mình là những ngày tháng đầu của cái việc mở cửa, chúng ta sẽ thấy là đã có rất nhiều người bỏ phố thị để chạy về quê những cái ngày đầu giãn cách. Trong những ngày giãn cách chạy luôn, như có người chạy về được, có người không chạy về được. Thì khi xã hội trở lại bình thường mới, giống như cách nói của chính phủ là bình thường mới, là liệu những cái hình thái xã hội trước đó nó có bình thường nữa không? Những người đã từng làm việc ở Sài Gòn họ còn đủ sức để bơi ngược lại Sài Gòn hay không? Bởi vì vô Sài Gòn đâu phải là vô một cái là làm việc được liền, phải có cái chỗ ở, chỗ sinh hoạt. Thì cái người dân lao động nghèo, bán vé số, buôn gánh bán bưng, gánh hàng rong, thì họ vẫn có những cái biệt đội tương trợ lẫn nhau, những cái hội đồng hương, có cái nhà chung rồi vô đó đóng ngày 10.000, ví dụ như vậy. Thì cái đó thì vẫn có thể hoạt động. Nhưng những cái người mà có cả một gia đình để chạy về quê cần cái đời sống nhà trọ, thì thật sự là để tái lập lại một cái cuộc sống ở mức bình thường của họ nó rất khó. Nói vậy chứ nó rất khó. Ngay cả chính chúng ta thôi, mà bây giờ đi qua một cái vùng đất mới lập nghiệp thì nó cũng sẽ rất khó ngay cái thời điểm đầu, chứ huống chi là cái việc mà mới chạy đại dịch, mới về quê được thời gian. Về quê thì cũng chưa hẳn là đã có việc làm, cũng phải vay mượn, rồi cũng phải cách nào đó để tồn tại chứ, chờ hết dịch. Thì trở lại Sài Gòn thì cũng phải cần có tiền, cho nên thành ra nó đủ thứ cái mặt khó khăn, không đơn giản. Đó chỉ là một cách nói bình thường mới, chứ thực sự nó là cả một vấn đề với những người mà lao động.
Còn những người mà giống như hồi nãy Tiến nói là đi thuê mặt bằng, bây giờ trên mạng nó đang có rất nhiều những cái trang mạng cũng như là những cái trang Facebook cá nhân, những người đi thuê họ chỉ mong nó hết hết dịch và chỉ nghe râm ran của cái việc đầu tháng 10 sẽ mở cửa trở lại, nhưng mà không có ai, gần như là mình thấy lướt qua trang Facebook thì mình không có thấy ai là sẽ thông báo là tôi sẽ mở cửa trở lại ở cái quán của tôi nha, mà họ chỉ đăng là có những cái đồ cũ cần phải thanh lý rồi, quán không kinh doanh hiệu quả cần phải sang với giá bao nhiêu hay gì đó, thì nói chung là mở cửa ra và chỉ có thanh lý và giống như là cái câu hay nói là bỏ của chạy lấy người. Tại vì cái ngày dịch quý vị thì làm sao có thể sang được, cái thời điểm đầu dịch đó thì vẫn hy vọng là nó hết dịch thì vẫn có những người thấy chỗ đó rẻ thì sang, còn có những người mà bây giờ người ta mỗi ngày người ta kinh nghiệm hơn, người ta thấy dịch này còn lâu quá, với cách làm này với cách phủ vaccine này nó còn lâu quá, có thể qua năm, người ta cảm thấy tự nhiên ôm vô và phải trả mớ tiền thì người ta cảm thấy cái điều đó nó không có lợi trong cái vấn đề kinh doanh của họ. Mà một khi cái vấn đề đi kinh doanh mà không có lợi thì họ sẽ không kinh doanh nữa. Và sẽ nhiều người mang cái tâm lý như vậy, không kinh doanh nữa bởi vì cái việc mua bán, cái người đi lại nó ít mà bán và mặt bằng nó cũng như vậy. Thì người ta sẽ dừng lại cái việc kinh doanh để chọn một cái việc khác hơn. Cái việc khác là việc gì thì mình cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn là ở cái khái niệm bình thường mới là một cái khái niệm hoàn toàn không hề dễ dàng với một xã hội khi trở lại, mà nó là cái cách thích ứng và tập làm quen với việc kinh doanh mà mình phải tính cái hầu bao, tính cái chuyện chi phí bỏ ra và cái thu nhập lấy vào, cũng như là cái cách điều hành xã hội của chính quyền nó có thuận lợi thực sự cho cái việc kinh doanh của họ khi mà họ làm một cái việc đó nó có thuận lợi hay không, thì đó là cái cách mà mình có thể cân bằng được để mình hiểu tạm đại khái là bình thường mới là như vậy. Thì sau tất cả những cái ngày tháng mà người dân người ta chịu đựng thì những cái ngày tháng đang tới là những cái ngày tháng gọi là bình thường mới, thì mình cũng có những cái chia sẻ như vậy để cho chúng ta cùng mường tượng ra được và chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau để vượt qua được cái đại dịch và hậu đại dịch. Bình thường mới nghe một cái cụm từ thì nó hơi lạ tai. Bình thường nó là bình thường là không có gì mới, nhưng mà giờ mới đã là mới rồi thì nó cũng không có cái gì là bình thường theo cái cách nghĩ của mình. Nhưng mà bình thường mà ghép cái chữ mới vô nữa thì bản thân cái chữ nó đã khó hiểu rồi thì làm sao mà cái đời sống nó dễ được. Cho nên thành ra là cái ngôn ngữ đôi khi nó cũng tác động đến những cái tâm lý mà chúng ta phải cần giải quyết ngay cái tâm lý đó để chúng ta không có ngỡ ngàng trước một cái thực trạng nó sẽ đến. Trở lại với cái việc người dân nghèo lao động, bây giờ cái việc tập trung nó ít, những người bán vé số sẽ bán ở đâu? Sẽ không còn những cái bàn cà phê ngồi 5 7 người để người vé số mời người này và người này không mua truyền tay cho người kia, bây giờ nó cách xa nhau rồi bán mang về. Như vậy thì những cái người đó họ sẽ tiếp tục bán vé số nữa không, hay sẽ chọn cái cách như thế nào, thì đó cũng là một cái mà mình có thể suy nghĩ là khó rồi đó. Rồi những người buôn gánh bán bưng, những buôn gánh bán bưng thì hầu hết là mọi người thấy ở Sài Gòn, những người mà có làm được cái gì ở trong nhà thủ công đem ra ngoài đường bán, đôi khi ra đứng trước ngay cả cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ để đông người người ta nhìn thấy, và nhiều khi người ta không dừng lại thì họ tràn xuống đường họ bán luôn. Thì bây giờ cái đời sống nó, cái việc lây nhiễm nó có thể dẫn đến tất cả cái chuyện ngày hôm nay là cái chuyện dịch bệnh, thì cái việc mà buôn gánh bán bưng ở ngoài đường ai cũng đeo khẩu trang, ai cũng xịt khuẩn, ai cũng sợ,
thì những cái người đó gần như sẽ có thể là sẽ bị xóa sổ. Theo tiếng nghĩ như vậy, tất cả những cái mặt hàng bán trao tay với nhau mà ở ngoài đường có thể sẽ bị xóa sổ theo cái kiểu gì đó gọi là không có vệ sinh tâm lý, đó là tâm lý đám đông không có thể tránh khỏi. Vậy thì cái bình thường mới nó phải được nâng cấp ở một cái chuyện là tất cả những cái bán ngoài đường không đòi hỏi về việc vệ sinh quá cao, nhưng phải thu hút cái người khác là người đó có cái tinh thần gọi là vệ sinh chống dịch thì may ra mới hút được khách, theo tiếng nghĩ như vậy. Mà bán ngoài đường thì làm sao mà thu hút cái đó nổi, bởi vì vốn liếng đâu có bao nhiêu. Đó là cái người lao động nghèo. Bây giờ mình mới nói đến cái bình thường mới của những cái công ty hay là những cái tập đoàn nha. Bây giờ cái thời điểm đầu những cái công ty họ khó khăn, bắt đầu họ ngồi họ chịu đựng, nhưng sau đó buộc lòng là họ phải chọn cái cách là đưa nửa lương. Có công ty thì giam lương, có công ty thì cho nghỉ những cái nhân viên cộng tác, giữ lại cái nhân viên trụ cột. Rồi có những người người ta chọn là giữ lại hết tất cả, nhưng mà chia ra là có người làm 2-4-6, có người là 3-5-7. Cũng có người, người ta nói cho tiếng biết là những cái công ty mà mang tính nhà nước thì họ sợ những cái người mà nòng cốt của họ bị nhiễm, cho nên là họ cho làm việc ở nhà. Đủ cách để mà người ta có thể tồn tại theo cái đại dịch. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của 1-2 tháng, chứ mà 1 năm ở một cái công ty mà nhân sự nó nhiều như vậy thì phải có cái giải pháp nào đó lâu dài. Thì rất là nhiều, hàng vạn những cái cơ sở kinh doanh lớn nhỏ, cũng như là những thậm chí là có những công ty lớn và những cái tập đoàn họ cũng rút ra khỏi Việt Nam, cũng như là những cái doanh nghiệp Việt Nam cũng gọi là tuyên bố gọi là giải thể. Thì mình thấy tất cả những cái chuyện như vậy, khi mà xã hội nó mở cửa trở lại theo cái cách của chính phủ, vẫn có những cái giới hạn nhất định, thì để tái thiết lập và hoạt động trở lại một nhà máy, một xí nghiệp, một cái công ty, một cái văn phòng, nó đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Nó phải là tự lực cánh sinh, là tự thân. Phải có nhân sự, thì những nhân sự trung thành họ sẽ dẫn hoạt động trước đó, thì họ sẽ trở lại theo cách nào đó. Còn khi mà mình cho người khác nghỉ rồi, mình cũng đâu có thể kêu lại. Và thậm chí người ta cũng không có thể trở lại làm, bởi vì trong khó khăn mà mình bỏ người ta mà. Thì mình phải tuyển người mới. Mà tuyển người mới thì người ta cũng có những cái yêu cầu về mặt kinh tế, về lương bổng. Và những cái khó khăn đó mà liên quan đến người và tiền, là buộc lòng muốn trở lại là phải có đủ cái tiềm lực. Mà hình thành một cái công ty và xây dựng, tái thiết lập lại một cái công ty để trở lại với cái nhịp xã hội, so với cái việc giải thể. Khi mà cái dịch nó đến thì cái chuyện giải thể nó nhanh hơn nhiều, nó nhanh lắm. Và ngay cả việc như hồi nãy nói là những cái cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, quán cà phê, quán bar, nhà hàng, búp bia này nọ đó, thì gần như là sự trở lại của họ cũng chỉ để là thanh lý đồ mà thôi. Mình hy vọng là vẫn còn những người có thể trụ lại được, chứ mình cũng không có nghĩ đến một cái điều gì đó nó quá xấu. Đó là hai cái hình thái xã hội, là những người làm chủ và những người làm công, và những người buôn gánh bán bưng. Còn những người như Tiến là nghệ sĩ tự do, cái ngành nghề tự do, và những người nghệ sĩ nói chung thì họ sẽ như thế nào? Bây giờ nếu như biểu diễn đám cưới mà bây giờ chỉ còn có 10 người thì ca nhạc là đâu có được. Làm sao mà họ bỏ thuê một cái ban nhạc ra chỉ để chơi 10 người, nó tốn chi phí, người ta sẽ làm gọn.
thì cái việc ca hát cũng như là tổ chức sự kiện giải trí mà ít người quá thì đâu có ai tổ chức, cho nên ca sĩ là thấy hẻo rồi đó. Rồi nghệ sĩ biểu diễn nói chung luôn là cơ hội gần như xuất hiện là không có, là cái cơ hội làm việc ca hát là không có. Rồi để giới thiệu mình có thể là trở thành một cái người nghệ sĩ online YouTuber đi, thì họ giới thiệu mình ở trên mạng. Nhưng mà cái chuyện giới thiệu mình ở trên mạng là phải đầu tư, phải quay này nọ, mà quay mà chỉ có hai ba người đi quay thì chỉ có làm YouTuber đơn giản giống như Tiến thôi. Còn tổ chức mà quay ca nhạc hay là cái gì mà hài tiểu phẩm là cũng phải đông người, thì bỏ công bỏ sức ra mà thu lại nó mơ hồ thì chắc chắn là cái lĩnh vực đó nó cũng sẽ bị bỏ ngỏ. Đó là một cái khái niệm bình thường mới, là người ta sẽ làm cái gì đó đơn giản và ít đầu tư. Dĩ nhiên cũng sẽ có người đầu tư để chủ động cơ hội phát triển nghề, nhưng mà mình đang nói ở cái đại đa số tâm lý. Đó là cái rất khó khăn cho cái chuyện của những người ngành nghề giải trí, và còn nhiều ngành nghề khác trong cái cuộc sống này mà Tiến chỉ có thể đưa ra những gì mà Tiến thấy để mọi người có thể mường tượng và ướm thử là những cái ngành nghề khác là họ sẽ như thế nào trong cái bình thường mới. Bởi vì chúng ta bước vô một cái cuộc chung, một cái chặng đường, một cái đại lộ mới về cái chuyện đời sống của mình, của gia đình, mà chúng ta không hiểu luật chơi thì chắc chắn chúng ta sẽ mãi mãi là người đến sau và không có bắt kịp được với lại cái thời đại. Ở đây nó không phải là một cái chuyện thi đua, mà chúng ta chỉ như là một cách chia sẻ tư duy và trao đổi lẫn nhau. Mọi người có thể cho Tiến những kinh nghiệm, Tiến có thể cho mọi người những cái tư duy mà Tiến có để chúng ta cùng chia sẻ học hỏi lẫn nhau. Khi chúng ta nghe một cái cụm từ là bình thường mới mà chúng ta vẫn mơ hồ, và nhiều cụm từ khác nữa trong đời sống mà vẫn mơ hồ, thì những cái điều đó sẽ mỗi ngày có ảnh hưởng với chúng ta mà chúng ta không biết được, và chúng ta không có giải pháp thì chúng ta sẽ trở thành một cái người tụt hậu. Trong một cái cuộc chung là chúng ta phải nắm bắt được cái điều mà xã hội vận hành và những người quan chức, họ chính quyền họ đưa ra những cái chữ như vậy là một cách nào đó để định hướng xã hội, thì chúng ta cũng phải biết được là cái điều đó nó sẽ mang đến cho chúng ta, và chúng ta phải vận hành và phải làm việc như thế nào để thích ứng. Chứ mình cứ sống mà mình cứ cứ phớt lờ hết tất cả thì phần thiệt thòi đó đâu có chỉ riêng mình mà cho những người bên cạnh của mình, là bởi vì nhiều khi họ cũng không biết, mà mình biết mà mình không có suy nghĩ, mình không chịu chia sẻ thì nó cũng ích kỷ. Hôm nay chỉ chia sẻ với ít điều với tất cả mọi người như vậy để chúng ta cùng nhau có những cái kiến thức hữu ích để vượt qua những cái ngày tháng này. Và nghe xong rồi mọi người nhớ đăng ký cái kênh radio Đồng Ca Nhỏ của mình, cũng như là kênh nhạc sĩ Đức Tiến. Nhớ đăng ký, và bây giờ thì mời mọi người nghe một cái bản nhạc để thay đổi chút xíu không khí, và chúc tất cả mọi người cùng vượt qua ngày tháng này, ngày tháng bình thường mới. Sớm mai tình dứt, thân áo thân trong.
biết em là gió, em là trăng, em là mây, vẫn xin tìm đến cho buồn lấy em nào hay. Nắng không về đến, lá vàng buông rơi hàng cây, lá ôm tình nắng nên vàng vỏ mùa thu này. Còn được bên nhau giây phút nào, em hãy cứ nâng đời lên, bỏ lại hoang liêu trên bãi buồn vô thường. Tị hiềm hoài nghi chỉ làm chết yêu thương. Mình còn ngây thơ giây phút nào, em hãy cứ yêu đời lên, bỏ lại xanh xao trong nỗi niềm vô định. Ngồi xuống đây ta hát lên nhã ca tình. Xanh xao